Việc virus Zika đã xuất hiện tại Việt Nam với hai trường hợp bị nhiễm, trong đó thì có một thai phụ khiến cho rất nhiều người hoang mang và lo lắng, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Nhiều chị em hiện nay có lẽ đang loay hoay với rất nhiều câu hỏi như chẩn đoán trứng đầu nhỏ như thế nào, chẩn đoán có khó không, có phải cứ nhiễm virus Zika thì thai nhi bị đầu nhỏ hay không. Ngày hôm nay, phóng viên Chào Buổi Tối đã đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn này. Dù chưa đến lịch khám định kỳ, nhưng sau khi nghe thông tin Việt Nam đã xuất hiện 2 ca nhiễm virus Zika, thai phụ này đã ngay lập tức đến bệnh viện siêu âm. Lần này, chỉ số đường kính lưỡng đỉnh, tức chu vi vòng đầu, được cả bác sĩ và thai phụ lưu tâm hơn cả. Bây giờ em cần muốn đi siêu âm thường xuyên để kiểm tra. Mọi khi thì siêu âm một tháng một lần, nhưng bây giờ tuần nào cũng đi siêu âm ạ. Tôi đi siêu âm thì tôi vẫn có hỏi bác sĩ là cái chu vi vòng đầu đấy ạ, thì để cho tôi cảm thấy yên tâm hơn ạ. Còn đây là bảng tiêu chuẩn chỉ số chu vi vòng đầu thai nhi mà Bệnh viện Phụ sản Trung ương phổ biến cho các bệnh viện tuyến dưới. Các bác sĩ siêu âm chỉ cần so sánh tuổi thai với những chỉ số này. Nếu thấy sai chuẩn ở mức âm 2 hay âm 3 là có thể khẳng định chắc chắn thai nhi mắc chứng đầu nhỏ. Chúng ta chỉ sợ khi chúng ta không làm được. Nhưng để chúng ta hoàn toàn nắm được quy luật, chúng ta hoàn toàn có thể nắm được kỹ thuật và chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện điều gì, chúng ta không sợ. Và chị em có trưởng cũng không nên sợ. Ngành sản chúng tôi đã chuẩn bị rất là rõ kỹ càng mọi phương án để giúp các chị, đặc biệt là nhiễm Zika, có thể phát hiện sớm nhất cái ảnh hưởng của nó đối với em bé. Và các chị yên tâm là có chữa, vẫn giữ thai bình thường, kể cả Zika dương tính. Các chuyên gia khuyến cáo, một phụ nữ mang thai chỉ tính đến phương án xét nghiệm virus Zika khi có dấu hiệu sốt phát ban, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc, đang sinh sống hoặc đã đến những vùng có dịch, đã quan hệ với chồng hoặc bạn tình có xét nghiệm dương tính với virus Zika. Vâng, rõ ràng là vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt chỉ liên quan tới những con muỗi rất nhỏ nhưng lại không đơn giản một chút nào. Tuy nhiên, những thông tin vừa rồi hy vọng có thể giúp các thai phụ yên tâm phần nào. Và Bộ Y tế thì cũng yêu cầu các cơ sở khám thai, ngoài nội dung khám thai thường quy trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika, thì cần hỏi về tiền sử của thai phụ. Và khi siêu âm thì cần chú trọng xác định đầu nhỏ, thai nhi hoặc là các bất thường khác của não. Các bác sĩ nhấn mạnh là thai phụ không nên quá hoang mang với dịch bệnh do virus Zika bởi vì tỷ lệ thai nhi mắc chứng đầu nhỏ là rất thấp. Vâng, và với những phụ nữ mang thai đã xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Zika thì cần siêu âm thai định kỳ 2 tuần một lần. Và khi siêu âm không thấy dấu hiệu nghi ngờ đầu nhỏ và bất thường về não thì các bệnh viện cần tiếp tục chăm sóc, theo dõi trước khi siêu âm lại. Còn khi đã xác định thai nhi bị tật đầu nhỏ thì cơ sở y tế phải có trách nhiệm tư vấn cho thai phụ và gia đình và để họ tự đưa ra quyết định. Những thai phụ quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi kỹ hơn trong bản tin Nhật ký cuộc sống phát sóng trên kênh VTC14 vào 19 giờ tối nay.